ôi ơi em ơi, chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Rồi thôi mình ơi, mình chúc quý vị được năm mới vui vẻ, vui trẻ và khỏe khoắn. Cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn anh Toàn và Thi Kim đã trình diễn rất là duyên dáng, dễ thương. Cảm ơn anh. Và nhạc phẩm kế tiếp sẽ là Cung đàn tâm sự, sẽ do anh Hai Sữa trình bày. Xin kính mời anh Hai Sữa. Anh có đó không anh? đại diện Đức Không Quân tại Vancouver sẽ có đôi lời với chúng ta ngày hôm nay. Thưa ạ. Cảm ơn chị Ái. Xin đại diện cho Hội Không Quân Việt Nam Cộng Hòa tại Vancouver, chúng tôi đến đây thứ nhất cảm ơn Úc Vân, Hội trưởng và Ban chấp hành Hội đồng Bằng Sông Cửu Long cho chúng tôi thông báo và sản diện năm mới, kính chúc toàn thể quý vị có mặt được một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Kính thưa quý vị, anh em Hội Không Quân sẽ tổ chức ngày thành lập 61 năm kỷ niệm ngày thành lập Không Quân Việt Nam Cộng Hòa và Canada Day vào ngày 24 tháng 7 năm 2016 vào ngày thứ Bảy tại nhà hàng Trotta. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã mời hai ca sĩ nổi tiếng của trung tâm Asia, đó là Hồ Hoàng Yến và nam ca nhạc sĩ Sĩ Đan sẽ đến để giúp vui cho ngày thành lập Không Quân và Canada Day. Giá ủng hộ là 55 đồng. Xin quý vị liên lạc với Hội Không Quân. Phần thứ hai là nhóm dân thương lính tại Vancouver xin thông báo chương trình yểm trợ thương quý binh Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi có chiến dịch mỗi gia đình giúp một thương quý binh. Kính thưa quý vị, chúng ta may mắn hơn những anh em còn ở lại Việt Nam, nay đã già sức yếu, không biết còn bao năm nữa để chúng ta được việc giúp đỡ. Chúng tôi xin quý vị mỗi gia đình giúp một thương quý binh, mỗi năm là 120 đồng Canada, và quý vị giúp thì chúng tôi sẽ đưa danh sách thương quý binh ở tỉnh nhà quý vị hoặc là thương quý binh ở đơn vị nào mà quý vị cảm thấy cần giúp. Thứ hai là 240 đồng cho các thương quý binh thương tật 100%, mù hai mắt, cụt hai tay hoặc là cụt hai chân. Và nhóm dân thương lính sẽ tiếp tục chương trình cái chiến dịch mỗi gia đình một thương quý binh. Xin tất cả quý vị vui lòng giúp đỡ cho chiến dịch mỗi gia đình một thương quý binh được thành công. Một lần nữa cảm ơn Hội đồng Bằng Sông Cửu Long và xin cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, xin cảm ơn anh Hà. Và sau đây nhạc phẩm kế tiếp sẽ là bài Valentine Day cho em sẽ do Cần Thành trình bày sau đây. Thưa quý vị, xin quý vị cho một tràng pháo tay nồng nhiệt đến anh Thần Thành. Dạ, nhóm cầm của anh Tâm chuẩn bị nha. Dạ, nhóm đọc của anh Tâm chuẩn bị. Những dịp Valentine Day được đặt xuống quý vị bằng nhà bóng bài Valentine cho em. Để anh biết Oh, I cô Thấm vậy ta? Nhưng mà tôi nhớ là cô Thấm á, là cô đi dược viên đây là mấy chục năm rồi. Không phải đâu, mà tôi thấy cũng quen quen. Phải cô Thấm không cô Thấm? Trời ơi kêu tôi đó. Trời ơi tôi đâu có quen với anh đâu mà kêu tôi, anh là ai vậy? Tôi là Tấm Rụng đây cô Thấm ơi. Mà phải cô là cô Thấm không? Ở đây chứ còn ai nữa vợ. Mà tôi đâu có quen ai Tấm Rụng đâu. Cô nhớ hồi xưa mình đi tắm sông rồi mình đi bắt chim bắt ếch rồi ở cái xóm nhưng mà cô còn nhớ không? Hồi đó là cô đang thổi à, cô là cô Thang vậy đó. Rồi tay chân rồi mình mẩy gì ông nhôm ông nhất như là con mắm vậy. Mà bây giờ sao mà tôi thấy cô lạ quá, cô đẹp quá cô Thấm. Để hiểu đó anh. Mà anh tôi thấy anh cũng hơi quen á, đứng gần tụi tôi thôi. Đó, cô thấy tôi nhận ra chưa? Làm cái gì mà anh rung vậy? Ủa làm cái gì mà anh lắc qua lắc lại dữ vậy? Lắc như là con khỉ con rượu vậy anh? Tôi cũng hơi rung chút cô Thấm ơi. Tôi nhớ hồi xưa không? Rung rung hả? Hồi xưa là tôi tên là Tấm Rung. Đúng rồi, tôi nhớ rồi. Tôi nhớ anh là Rung rồi. Vậy là Tấm Rung chứ phải Rung đó. Đúng rồi đó cô. Tôi Tấm Rung là bây giờ thì tôi cũng có tuổi rồi, tôi bớt rung rồi. Mà bây giờ tôi con gái tôi có cái bệnh này kỳ lắm cô ơi. Bệnh gì vậy? Cái gì ở trên người tôi cũng lần nó rụng hết trơn à. Thành ra người ta kêu tôi là Tấm Rụng, nó chứ không còn Tấm Rung nữa. Mà anh này kỳ quá. Tới cái tên mình không á, mà cứ để người ta đổi tới đổi lui hoài. Mà anh biết gần tôi có kỹ rồi coi. Thấy tôi nó cá hồi xưa nhiều không? Ơi sao cái này sơn sát dữ vậy anh? Bắp tay cũng có gì hết. Răng thì cái rụng cái mất. Nhớ cô Thấm đó. Mà anh tôi hỏi thiệt anh nha. Vậy chứ trong người anh còn cái gì rụng mà tôi cũng thấy đúng không? Có những cái bây giờ nó còn lầm thầm cái gì nào nó rụng đây. Nhưng mà nó không được. Nhưng mà cô Thấm ơi, bây giờ tôi thấy sao mà cô ăn mặc đẹp quá đi. Sao mà là áo dài này nọ rồi tôi thấy đẹp quá đi, không biết là đẹp quá thiệt đó anh. Bây giờ nó khác hồi xưa quá đi. Nọt nào là dù nè, nào là khăn nè, rồi đủ thứ hết trơn đó cô Thấm. Thấy tôi đẹp lắm mà tôi hỏi thiệt anh chứ mà tôi đẹp ở chỗ nào? Đẹp toàn diện hay là đẹp từng hồng danh ha? Dạ thì để tôi hát cái này cho con nghe đó. Vừa hiền mà vừa đẹp, thành ra bà con người ta thương cô. Mà làm sao mà tự nhiên cô bỏ sớm bỏ làng bỏ cô ra đi gì cô Thấm? Bỏ nước bỏ non mà không từ giả ai trơn vậy, cái lý do là sao cô nói tôi nghe? Ơi anh Tư anh có biết không? Còn xưa mà ai mà không thích đi dược viên mà cái cục đèn ở ngoài đường á nó đi được nó cũng đi nữa anh ơi. Mà có ai mà từ giả ai con nào đâu. Giá ông nói thêm cái là bị tù bút ngủ chứ. Bởi vậy đi dược viên chứ phải đi du lịch thôi anh Tám. Thì bởi vậy mà tôi nghe nhiều cái tôi thấy cũng kỳ cục quá lên cho cô. Hồi xưa đó thì người ta nói là gì đó là phản động là dược viên. Rồi bây qua bên này làm được cái chút ít tiền đó lại. Họ lại nói là khúc ruột ngàn dặm, họ mời về, họ đưa họ đón về. Tôi thấy sao mà họ nói họ trẹo lưỡi quá cô Thấm. Bởi vậy tôi mới nghe người ta nói như thế này nè. Ngày xưa thì phản động dược viên, bây giờ là khúc ruột yêu thương mời về. Nghe được đâu có ai nghe được vậy cô. Nhưng mà cũng phải nghe đó cô. Mà bây giờ coi kìa, áo quần đẹp đẽ quá, rồi dù, rồi nón rồi đẹp quá. Nhưng mà bây giờ tôi nói thiệt với cô thế này, có ăn mặc gì thì đẹp đó, giống như Việt kiều đó. Nhưng mà tôi vẫn thích cô là bà ba, rồi đi vuốt mọc, rồi đoạn đội nón từ Long Lá, cái đó tôi thấy là hay hơn. Tôi nghĩ sao nó xong? À, tôi cũng nghĩ vậy anh ơi. Tôi định lát về đó, tôi thay bộ đồ bà ba, rồi tôi qua đây đó, tôi nhờ anh dẫn tôi thăm bạn bè. Ông cô bác kia. Cũng báo cho con một cái tin vui là con biết là cái tình của mình đó, trong làng mình đó, mỗi năm đều cúng, mà cúng cuối năm chứ cúng đầu năm là cúng tân niên. Thì bây giờ cô về đúng lúc là tân niên, ra chiều cúng đình cũng mời con ra đình nữa mà coi bà con người ta cúng đình được không cô Thắm? Được chứ, anh vui lắm á, mà anh chờ tôi nha, chờ tôi thay đồ. À rồi, nhưng mà tối nó còn có chương trình văn nghệ nữa coi. Còn chương trình văn nghệ ca hát múa nhạc là đủ thứ hết trơn, coi tối nay luôn ha. Mình có hỏi anh gì chứ anh có biết đi đồng không? Để tôi chỉ anh một về nước á, rồi anh nhảy. Điều nay mà mình ra đi đó mình nhảy là bà con lấy ăn chơi á. Trước khi mà nhảy đầm á thì bây giờ con cũng hỏi con còn nhớ bà con ở trong xóm mình không? Con nhớ là ai người kia ai người nọ không? Nhớ chứ anh. Nhớ ai con nói con. Tận kìa, anh thấy không, phải không? À, đúng rồi, đúng rồi. Còn anh đây là anh Tân kìa. Ờ, đúng rồi. Mà nãy tôi thấy có anh Tủ nữa. Ồ, cái ông Phôn rồi giờ đâu rồi hả? Ông Tủ, hồi xưa xóm mình là ông đi chân trâu đó cô. Nhưng mà bây giờ ông là cũng khá hơn rồi. Bây giờ cái nóc giúp mình nó giàu mạnh rồi, ông không còn chân trâu nữa. Nhưng mà ông cũng có cái nghề khác. Vậy ông có nghề gì vậy anh hả? Bây giờ nghề đó là nghề chăn bò. Đâu cũng thức thôi chứ gì anh hả? Ông chăn bò, nhưng mà ông chăn bò mà ông có telephone đó là để mà chủ lấy khách đó. Ông lấy là sáng người nào muốn chăn bò là phải bút cái ổng là nó chăn bò. Sáng thì ông chăn bò mà chiều ông mở cái lót đó rồi, lúc dậy nữa rồi. Lúc dậy nghề gì anh? Lúc dậy cái nghề chăn vịt, là chiều ông chăn vịt. Sáng chăn bò, chiều chăn vịt. Thôi bây giờ con để dù để nói xuống đi, con chỉ cho ngày điệu đi. Rồi tối nay mình nhảy thử làm sao ha. Dạ, để tôi cất cái dù rồi mình nhảy ra. Bây giờ tới cái chương trình tặng quà cho trong cái nhân ngày Valentine thì hội sẽ tặng quà cho những gọi là tình nhân đi, hôm nay là ngày tình nhân thì mình gọi là tình nhân đi, mà có anniversary, có khoảng 60 năm đi, không 60 năm trước. Tất cả những cặp tình nhân nào mà đã có kết hôn, dù là mới đây 1 năm, hay 60 năm, 50 năm, 20 năm, 30 năm, hay là mới kết hôn ngày hôm qua cũng được. Xin mời lên cái này để chúng ta cùng chúc mừng và chúng ta cùng xin tặng bao lì xì cho tất cả các cặp tình nhân, và xin chúc mừng các cặp tình nhân đã được sống với nhau được hạnh phúc một cái thời gian rất là lâu như vậy. Và đầu tiên thì ở đây xin mời một cặp lâu nhất đi nha. Xin mời bác Hiền, xin mời hai bác Hiền. Rồi quý vị nào có thì cho Vân Thúy Oanh biết nghe, tại vì không có không biết hết được. Xin mời anh Tào và chị Như. Dạ, khoan để em có mặt. Hai bác, con biết hai bác là ở gần nhà con giống như là cha mẹ. Thì bao nhiêu năm rồi bác? Đã kết hôn hay là 60 năm rồi. Kết hôn năm mất thôi chứ gì? Năm 1956. Bây giờ 16 là đúng 60 năm rồi. 60 năm là trái mầm đó mà. 60 năm là một sọt, một sọt cho ăn lương đúng không cô? Vậy thì con biết là trong những cái chuyện gia đình thì lúc nào cũng có đụng độ, có chuyện này thì có chuyện vui chuyện buồn. Vậy thì bác có cái bí quyết nào chia sẻ với tụi con qua 60 năm ăn cam nha. Cái câu này cũng hơi khó nói. Sao khó? để có cái bác Hiền, bác Hiền diễn diễn hảo thật như thế nào. Rồi cô anh cầm giùm đi, em cầm cô anh bỏ đi, cầm miếng ra, cầm 4 cái khăn riêng ra, ở đây có 4 màu, màu xanh như màu vàng, màu xanh lá cây và qua wow, là chị có mặt trước chưa vậy? Đây không có, chứ mày đi theo đi cho tôi một cái. À, có cái nào? Cái nào cũng được. Lấy cái màu đỏ đi cho nó lên. Tay gì đây? Tôi bỏ vô bàn tay đây. Đưa tôi cái nữa. Dạ. Màu đỏ thì phải có màu xanh. Đưa tôi cái nữa. Dạ, có thêm một cái màu vàng là màu. Rồi cái cuối cùng. Nó còn đâu hả quý vị? Nó còn đây phải không? Dạ, dạ con thấy còn cá màu xanh á. Quý vị thấy còn cá màu xanh không quý vị? Thấy không quý vị? Còn cá màu xanh phải không? Dạ phải. Còn cá màu xanh. Để quay nha, để quay nha. Quý vị trong tay tôi không có dấu gì trong tay tôi rồi. Trong tay tôi không có gì, cái gì coi nè. Chỉ cần nó bay lên trời thôi. One, two, three. Wow. Come back nữa hả bác? Wow, là một cái màu xanh. Cho con cái này đi. Đâu màu vàng cái gì? Đâu quá rồi. Ủa đâu quá rồi hả bác? Wow, cái màu xanh nữa xanh. Còn cái màu đỏ, còn cái màu đỏ đâu? Cái gì? Để coi nè. Wow, cái màu đỏ. Xin một tràng pháo tay cho bác Hiền ơi. À, xin mời bác gái trở lại sân khấu. Xin mời bác. Đồng lại. Còn lại cái nữa. Đưa tôi trao cái đỏ xong rồi tôi cho người con thấy. Dạ, sau khi cô bé đi trần xin mời Tôi nói đây là cái hội đồng bằng sông Cửu Long đầu tiên có tôi là tôi không đâu, nhưng mà bây giờ tôi thấy mấy cái năm ở đây cũng rất là vui vẻ. Dạ mấy bác cũng vui. Dạ còn trước là dạ dạ cũng hội là mỗi tháng lớn một lần. Dạ xin cảm ơn cô rất là nhiều, chúc cô được nhiều sức khỏe. Xin mời cô Chú Trương. Dạ tụi con muốn biết là cô chú đã kết hôn bao nhiêu năm rồi cô chú? Dạ chúng tôi thành hôn tới nay là 52 năm. 52 năm quý vị. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Năm 52 năm và được 50 cô con gái. Được Ngũ Long công chúa. Cái đó thì không dám, nhưng mà các cháu cũng thành đạt, rất là nhiều mình không hỏi nhất mà cảm ơn lời sẻ sẻ của bộ. Dạ của chúng con đầu năm thay mặt hội mà xin tặng cô chú một câu gì gọi là lấy thêm và xin chúc cô chú sang năm mới vẫn dồi dào sức khỏe, vẫn yêu nhau như ngày nào. Cảm ơn và tổ chức. Chúng tôi xin cảm ơn tổ chức rất là hôm nay, và khi tôi xin cảm ơn cô Hồng Sa đã có những lời thăm hỏi khi chúng tôi nằm trong bệnh viện. Hồng Sa đã cho số hội viên hay tin và mời cô chú Trương. Xin mời cô chú Trương. Đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi cô chú? Rất là lâu, 41 năm. Chú Trương nói vậy nè quý vị, không có lâu lắm, chỉ có 41 năm thôi. Quý vị cho một tràng pháo tay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho con. Cô chú có gì chia sẻ với tụi con? Trẻ cho tụi con làm sao để mà giữ hạnh phúc không? dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc, thêm hạnh phúc. Cảm ơn tất cả quý vị và ban chấp hành. Cảm ơn cô chú. Mai mốt phải mời cô chú lên để mà nói cái bí quyết, bí quyết làm sao mà bí. Dạ, còn để bí mật làm sao sẽ nhớ. Phố Việt Nam mời lên, anh chị mời lên. Anh táp rụng, phố Việt Nam anh táp rụng. Xin mời em tên chị Hòa. Người ta còn yêu đương nhau mà tụi tôi mà sáp vô là lấy liền. Cho nên bữa nay là được là 47 năm rồi đó cô bác. Xin chúc mừng anh chị. Như vậy em nghĩ là chắc có lẽ là anh bị cuốn xét ái tình rồi, thấy là yêu liền luôn hả? Dạ đúng rồi, cuốn xét ái tình. Nhưng mà tôi cũng có cái bí quyết, nhưng mà tại sao 47 năm mà được hạnh phúc? Thì tôi thấy như thế này là quý vị theo tôi là đúng y chang. Thứ nhất là quý vị luôn luôn là người đàn bà lúc nào cũng đúng hết trơn á. Đàn bà thì đúng. Đàn bà thì đúng thì phải giữ được hạnh phúc. Nếu mà đàn bà là sai á thì quay lại cái điều thứ nhất. Đó là lúc nào đàn bà cũng đúng. Nếu bà làm thì sai thì mình quay lại cái điều thứ nhất là đàn bà lúc nào cũng đúng là y chang. Vậy là có hai điều. Hai điều. Điều thứ nhất là người đàn bà lúc nào cũng đúng. Điều thứ hai là nếu người đàn bà sai thì hãy xem lại điều thứ nhất. Đúng rồi. Okay, cảm ơn anh. Cảm ơn. Chúc anh. Dạ thôi, mến chúc anh chị thêm nhiều hạnh phúc, vui vẻ. Anh Tấn Rụng và cô Thắm. Mai mốt sẽ có hết rụng, hết bị rụng hết rồi không còn gì để rụng. Rồi cảm ơn anh chị. Xin mời chú Hiếu và cô Hạnh. Hãy subscribe Mắc cỡ luôn. Kêu Ben đi. Ben, Ben, Ben. Rồi. Dạ, xin mời anh Hiệp chị Dung. Anh Hiệp với chị Dung. Cho anh phỏng vấn trước mấy cái gì chị Dung biết là bao nhiêu năm? Đứa vợ năm nay là 39 năm. 39 năm. Dạ, năm 1977. 39 năm rồi. Lớn đứa vợ càng qua. Đám cưới ngày 8 tháng 3 năm 1977. Xin mời anh Hiệp Thị Dung. Con lớn anh Hiệp Thị Dung ơi. 19 tháng 3 con lớn năm 30. Giữ bí mật hả? Muốn giữ bí mật quà. Muốn giữ. Dạ thưa quý vị, tiếp nối chương trình mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đón xuân này nhớ xuân sau sẽ do Ngọc Dung trình bày sau đây. Thưa quý vị, xin quý vị cho một tràng pháo tay nồng nhiệt đến cô Ngọc Dung. Thank you. do là cháu dâu nó không giỏi giang, nó không có